Nào bây giờ chúng ta cùng chơi trò chơi các bạn. Có không ạ? Vẫn bé có không ạ? Nếu chúng ta muốn chơi trò chơi bây giờ các em hãy các cháu hãy ngồi và giơ tay. Nha, nào. Chúng ta sẽ ngồi và sang hai bên ạ. Nào chúng ta sẽ ngồi và sang hai bên. Bạn nào chưa được chơi chúng ta sẽ cổ vũ cho bạn chơi được không ạ? Chú thấy các cháu vẫn chưa ngồi gọn, chúng ta phải ngồi gọn như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ gọi những bạn vô tay nhé. Nào chúng ta thôi từ từ, chúng ta ngồi gọn, chúng ta phải có khoảng cách để chơi ạ. Nào chúng ta được chưa? Chúng ta sẽ ngồi gọn như thế này từ đầu đến cuối trò chơi đúng không ạ? Nhất trí không ạ? Chưa rõ, nhất trí không ạ? Không to lên ạ? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Trả lời chúng ta là chúng ta mời không ngồi gọn mà có chỗ trống để chơi ạ. Bây giờ nào chúng ta đã có ngay từ đầu là chúng ta phải ngồi gọn và vị trí lần lượt sẽ có người được chơi sẽ có theo lần lượt sẽ được chơi. Bây giờ chúng sẽ mời một bạn nữ ạ. Bạn nào ạ? Mời bạn nào?
Quang Tuấn này. Bây giờ chú xem mời một bạn gái nhé. Bạn gái rồi, chú xem mời một bạn nam nhé. Các bạn nam nhỉ? Đây. Cháu tên là gì? Bắt đầu anh Ngô thì bắt đầu đi nhá. Một, hai, ba, bắt đầu. Các bạn cổ vũ cho bạn nào. Rồi, sắp tới rồi, cố lên. Một tí nữa rồi, một chút thôi.
Sang bên phải. Sang bên phải, sang bên phải. Đưa đây, đưa đây. Xuống dưới à, lùi dưới à, lùi dưới một bước. Đó, rồi, lùi xuống. Đi sang bên phải, đi sang bên phải. Đó, đập chớp. Chưa, chưa, bên phải, bên phải, bên phải à. À, bên phải em ơi, bên phải. Bên phải, bên phải à, bên phải, bên phải, bên tay cầm trống. Bên phải à, bên phải à, bên tay cầm dùi chấm dịch nữa sao à. Lùi này một bước à, lùi này một bước, lùi này một bước. Lấy tay sờ nào. Ôi, bây giờ chúng ta sẽ xuất sang trò chơi thứ hai nhá. Trò chơi đối với anh sẽ đưa ra câu đố và các em giơ tay để lấy phần thưởng của chương trình. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ nhất. Tết Trung Thu còn có tên gọi nào khác? Tết Tôn Trăng. A. Tết Tôn Trăng. B. Tết Thiếu Nhi. C. Cả hai đáp án đều đúng. Còn nhiều cho bạn khác, các bạn nào vừa lấy cái áo chưa? Xin lỗi em, các bạn em sai. Còn bạn có 3 đáp án thì 2 đáp án sai rồi. Anh sẽ chuyển sang câu hỏi khác nhá. Đáp án đúng là đáp án B, Tết Thiếu Nhi. Phần B bằng phần B. Câu hỏi thứ 3 nhá. Tết Trung Thu là Tết phải cho ai? A. Thiếu niên nhi đồng. B. Tất cả mọi người. C. Cho tất cả các thiếu niên. Nào nào, bỏ tay xuống, bỏ tay xuống. Anh gọi, anh gọi lại đưa tay nhanh nhất. Nào, bỏ tay xuống. Bỏ tay xuống, tất cả bỏ tay xuống nào. Tất cả bỏ tay xuống. Anh biến từ 1 đến 3 nhá. Ai cho tay nhanh nhất thành gọi nhá. 1. Bỏ tay xuống, bỏ tay xuống. 2. Bỏ tay xuống. 2. Bỏ tay xuống, bỏ tay xuống. 3. Tết Trung Thu là ngày Tết dành riêng cho ai? A. Thiếu niên nhi đồng. B. Tất cả mọi người. C. Cho tất cả thân thiếu niên. Thiếu niên nhi đồng. Đúng rồi. Thế nhiều trong ngày Tết Trung Thu là A. A. Chị Hằng và Thỏ Mọc. B. Chú Muội và Thỏ Mọc. C. Chú Muội và Chị Hằng. Bỏ tay xuống nào, bỏ tay xuống nào. Đấy không, để anh gọi, bỏ tay xuống. Để tay xuống. Đến 3. Đến từ 1 đến 3. Bỏ tay xuống chưa? Bỏ tay xuống chưa? Bỏ tay xuống. 1. 2, 3. Cứu, cứu, cứu,
đúng này. Xin đọc lại câu hỏi. Hai nhân vật được nhắc đến nhiều trong ngày Tết Trung Thu là ai? A. Chị Hằng và Thỏ Hồng. B. Chú Muội và Thỏ Hồng. C. Chú Muội và chị Hằng. D. Chú Muội. C. Thiên Lôi. Ngồi xuống nào. Ai muốn chơi trò chơi thì ngồi xuống, ngồi sang hai bên nào. Ngồi còn sang hai bên và ngồi xuống. Anh gọi chỉ giơ tay. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi sang hai bên. Ngồi còn sang hai bên nào. Bỏ tay xuống, bỏ tay xuống. Bỏ hai bên. Bây giờ anh đến từ 1 đến 3 nhá. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ai muốn chơi thì ngồi xuống nào. Bắt đầu đến nhá. 1 2 3. Em nào có đây rồi. Em nào có đây rồi. Em nào muốn chơi hỏi nhá. Theo chuyện cổ tích, ai là người Việt Nam đầu tiên lên mặt trăng? A. Chị Hằng. B. Chú Muội. C. Thiên Lôi. Câu hỏi của em hoàn toàn chính xác. Sau đây anh sẽ đọc câu hỏi cuối cùng nhé. Bạn là một nhân vật hay không? Thì nhiều thứ hai bên ngồi con trai bên đấy đọc câu hỏi cuối cùng nào. Ngồi thứ hai bên nào. Ngồi xuống, ngồi xuống cỏ. Con ngồi xuống. Sau đây anh sẽ đọc câu hỏi cuối cùng. Chú Muội gắn liền với cái gì?